Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. P Virtual Party. Và mình là Mr. P. Cũng trong 2 tuần qua mình tương đối bận. Do đó là cũng mình chưa chia sẻ cái video mới nào cả. Hôm nay thì mình cũng sắp xếp được thời gian và mình làm cái clip này. Puzzle này thì cũng không phải là mới trong cái danh sách bên những cái puzzle mà mình đã làm clip. Nó là một cái puzzle mình đã chia sẻ trong cái clip thứ ba, tên là The Way Five Pitch. Nó có nghĩa là nó giống như một từng có 5 cái miếng như này, miếng như là một cái cơn sóng, con sóng vậy ạ. Yêu cầu là ta lắp cả 5 cái miếng này vào trong cái hộp này. Cái này nó thuộc cái nhóm là packing puzzle. Cái bạn mà mình giới thiệu trong cái video thứ ba ấy, là cái bạn mình tự làm, còn đây là cái bạn thương mại chính thức của nó. Cái này thì cũng không không phải là mình nhận định là cũng không phải là hàng chính hãng của ông Asaka đâu, này họ họ cũng làm lại thôi, nhưng mà khi các bạn đặt mua ấy, thì sẽ được cái mẫu như này, xuất xứ Trung Quốc ha. Sơ qua thì mình cảm thấy là cái chi tiết này họ làm dày hơn của mình một chút, dày hơn một chút thôi. Cái phần hộp này nó nhỏ hơn, cái này về tổng thể nó nhỏ hơn, mình tự làm, nó không có cái phần mở rộng ra đây để chứa cái chi tiết thứ năm này. Đấy, các mình có ở đây chứa, nó cũng hay vì sao nó thành cái hộp luôn, nó tạo thành cái hộp đấy. Thì cái puzzle này nó được xếp vào cái nhóm, nó được đánh giá là độ khó khoảng là thang 10 ấy, thì nó chắc là khoảng 5 hoặc 6 trên 10. Nếu mà các bạn lần đầu gặp nó và cũng gọi là có một chút kinh nghiệm về puzzle, về packing puzzle, thì mình nghĩ các bạn phải giải puzzle này trong vòng khoảng 30 phút. Đó là mức thông thường. Đây, nó cũng xếp được vô này, nhưng mà hai phương đều được. Ok, hai cái mặt nó đều xếp vào được. À, một mặt xếp kín hơn, một mặt xếp không khít bằng. Mình thấy cái puzzle này nó làm cũng khá đẹp, nhưng mà căn bản là khi mà họ làm thương mại như này, mình mua rẻ hơn là mình tự đi khắc, mình khắc đi ta khắc ha. Ok, thì lời giải chút nữa mình sẽ chia sẻ. Đây là mình thử thôi, mình mua thôi. Đấy, xếp vô này. Từ 4 miếng này đấy. Một miếng thừa này không xếp vô được ha. Các bạn có thể hiệu chỉnh một chút này, đó cũng có thể được này. Vẫn thiếu. Thiếu chút xíu à. Đó. Đại khái là không vô được đâu. Bởi vì nó không đúng. Ôi, chỗ này xem vô được luôn. Cái bước này mình có một lần mình đem đi một cái gọi là chương trình sách ngoài đường sách Vũng Tàu ấy. Cũng có nhiều bạn nhìn thấy và nhiều bạn cũng rất là thích chơi, nhưng mà chơi tầm nửa tiếng cũng chưa chưa ra được lời giải. Có lẽ các bạn ấy cũng mới và mới tiếp xúc với cái loại hình này. Để giải puzzle này nè, nhiều hai nguyên lý. Một là như này, nó xếp vào nhau như này được này. Đấy, nó xếp vào nhau. Và cái nguyên lý thứ hai ấy, nó xếp vào nhau như này nè. Nếu mà ta để thẳng góc như này thì chỗ này nó cấn ra một ít, chia này nó cấn ra một ít, chắc chắn nó không vừa được cái bề rộng cái bao giờ này, bề rộng từ đây qua đây nhé. Nhưng mà
Nếu mà ta dịch như này, để cái mép này có cao độ bằng cái này, mép dưới này cao độ bằng cái này, thì ta lại nhét vào được đây. Ừ. Đó. Vấn đề là bây giờ ta xếp như nào? Như này. Hay là ngược lại? Bây trước mình giải cái bờ kia rồi mà đại khái là cũng không nhớ được hết. Cũng sẽ nghiên kiểu như thế nào đây đấy kiểu vậy nhập cái này mình để giữa này không để cái ông này cũng giữa đâu nhỏ nó chỉ còn hơn nó thôi. Thấy là khu vực này nó chưa lại diện tích ít hơn này là nhiều hơn này là đúng rồi đấy. Mắc một chút xíu nên không loại được. Này nó cũng hay ấy, là vì có nhiều cái khu vực nó rất sát. Rồi, nếu không phải thì có thể hướng ngay từ đó nó sai. Hướng ngay từ đó nó sai. Như này nó nhỏ hơn này, cảm nhận nhỏ hơn, nhiều khả năng nó đúng hơn. Nói chung là thực sự là các bơ rồi mình giải một lượt nhưng mà quay lại thì vẫn có sự bỡ ngỡ nhất định. Mình nhớ 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 cái hướng này thôi. Vì sao vì nó nhiều quá cũng vẫn chơi lại được. Chắc là vô đây rồi. Không đúng. Hay này thiếu chút xíu cái này làm cái miếng này trước đi ba cái miếng này trước ba cái miếng này trước đi đây đi lên đây ở đây ồ cái này nó không vào luôn này. Hay là hai miếng này nó có sự khác nhau. Trời miếng này khác miếng này luôn nha. Ồ nó khác cái mình làm nó khác cái mình làm à, miếng này còn không vào đây được nữa thôi. Miếng này cũng khác miếng này dù rất nhỏ à, đó rồi rồi mình đã rồi về cái wave file của mình á là hai cái này y chang nhau. Hai miếng này y chang nhau. Như vậy là mình có sẽ có chỉ có ba loại thôi, một loại, hai loại và ba loại. Nhưng thực sự ở đây nó có năm loại khác nhau hoàn toàn. Không, năm loại khác nhau. Nhưng mà hai cái cột cặp này thì nó khác nhau một chút xíu. Đây. Mình làm lại này. Đó, không vô được này. Không vô được đây. Không vô được. Đây. Đó, vô được. Và tương tự nếu mà ông này ông vô đây rồi ấy, rồi cái này vô đây như vậy cái này không vô đây
À, cũng vô được luôn. Vô được luôn. Xem nào, bạn này khác nhau chưa? Nè, lệch nhau nè. Ừ, hai chút xíu nha. Không biết các bạn có thấy không ha? Nó lệch nhau một chút xíu. Nó lệch cái mép một chút xíu. Rồi, ok. Cái nào vào đây? Nè, không vô được nè. Không vô được. Rồi, cái này là một bộ. Rồi, đây. Không phải đơn giản. Ráp cái kia vô tưởng lại được. Đấy. À rồi. Đây. Lời giải như này. Ok ha. Lâu quá rồi mấy cái có dịp gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình cũng làm một số cái puzzle quay puzzle khác. Mình sẽ làm cái video rồi xong mình sẽ làm tiếp tục cái quay puzzle ha. Ok, chúc các bạn có nhiều niềm vui puzzle nha. Mình sẽ giới thiệu tiếp. Lần này mình có nhiều cái ha nào, drama puzzle lắm. Và mình đang làm một số cái loại gỗ. Ừ. Mình nhờ người ta gia công xong sau đó mình về mình ráp lại rồi mình hoàn thiện. Mình sẽ giới thiệu các bạn sau nha. Ok, xin chào, tạm biệt. Keep on puzzling. Bye bye.